Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Tập đoàn Viettel vừa hoàn thành lắp đặt và kết nối tích hợp 3.000 camera giám sát tại các khu vực cách ly thuộc nhiều tỉnh phía Bắc. Riêng đối với 130 cơ sở cách ly tại 125 xã của tỉnh Bắc Giang, Viettel đã huy động tối đa nguồn lực lắp đặt thêm 1.000 camera trong 5 ngày, nhanh gấp đôi so với tiến độ bình thường. Dữ liệu hình ảnh từ camera được tích hợp lên hệ thống quản lý tập trung tại trung tâm điều hành giám sát. Hệ thống ứng dụng công nghệ điện toán đám mây giúp Ban Chỉ đạo Quốc gia, Ban Chỉ đạo tại các tỉnh và các bộ phận quản lý tại các khu vực cách ly giám sát hình ảnh 24/7 theo phân cấp. Bằng việc triển khai camera giám sát thì các cơ quan quản lý phòng chống dịch có thể theo dõi liên tục người được cách ly, đảm bảo thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Viettel cũng lên phương án tăng cường mạng lưới viễn thông, bổ sung Wi-Fi đáp ứng nhu cầu tăng cao về sóng viễn thông tại các khu vực cách ly.